Action. Nếu như các bạn đang xem video này thì đúng rồi, series về Harry Potter của chúng mình sau một thời gian đấu tranh với rất nhiều vấn đề thì bây giờ đã quay trở lại và lợi hại hơn rất nhiều. Vì có lẽ thời gian chờ đợi quá dài nên không thể để các bạn chờ thêm một giây phút nào nữa. Chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi, let's go! Harry Potter và tên tù ngục ở Azkaban diễn ra vào năm 1993, ngay sau khi kết thúc kỳ học thứ hai tại Hogwarts. Harry như mọi năm lại có thêm một mùa hè tồi tệ nữa tại ngôi nhà của gia đình Dursley. Cậu phải lén lút tập luyện phép thuật vào buổi đêm để tránh sự dòm ngó của Dượng Vernon. Cùng với đó là phải được sự cho phép của ông nếu muốn đi dã ngoại với bạn bè tại ngôi làng Hogsmeade. Vào sinh nhật thứ 13 của mình, Harry có cơ hội để làm điều đó như mong muốn, miễn là cậu phải che giấu khả năng phép thuật của mình khi người chị gái của Vernon, Madge, đến thăm vào giờ ăn tối. Nhưng mà đời không như mơ, bà ta cố tình lăng mạ Harry và xúc phạm cha mẹ cậu, gọi cha cậu là James Potter là đồ vô dụng và mẹ cậu Lily Potter là con khốn. Harry trong cơn tức giận đã không thể khống chế được năng lực của mình, khiến bà cô phồng lên như một quả bóng bay và trôi đi. Sau khi đi xuống cầu thang, Vernon tức giận ra lệnh cho Harry phải đặt chị của ông xuống. Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng khi Vernon sau đó lao vào định dọa nạt cậu, nhưng ông đã phải lùi bước khi Harry rút cây đũa phép của mình ra. Harry trong cơn tức giận đã bỏ trốn khỏi căn nhà của gia đình Dursley và nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi học vì sử dụng phép thuật bên ngoài trường học. Bước đến bến xe buýt, Harry trong thoáng chốc đã nhìn thấy một con chó đen, Susie, và ngay lúc này, chiếc xe buýt hiệp sĩ xuất hiện và đưa Harry đến quán Cái Vạc Lủng. Ở đó, rất may mắn là bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius Fudge đã nói với Harry rằng cậu sẽ không bị trục xuất khỏi Hogwarts. Harry cũng biết được rằng Sirius Black, người được cho là người ủng hộ chúa tể Voldemort, đã trốn thoát khỏi Azkaban. Ngày hôm sau, Harry ra khỏi phòng và thấy một con mèo đang đuổi một con chuột. Harry tò mò và đi vào quán rượu và đã đoàn tụ với những người bạn thân nhất của mình là Ron và Hermione. Con chuột chính là chú chuột cưng của Ron, tên Scabbers, và con mèo là mèo cưng mới của Hermione, có tên là Crookshanks. Harry cũng được thông báo bởi ông Arthur Weasley rằng Sirius Black đang nhắm tới cậu. Ông cảnh báo cậu phải cẩn trọng và hãy tránh xa rắc rối. Harry lúc này bối rối không hiểu tại sao một kẻ tâm thần lại muốn tìm đến mình. Hội bạn sau đó cùng lên tàu đến trường Hogwarts, cả ba ở chung một khoang với Remus Lupin, người đang ngủ khi họ bước vào và cũng là giáo viên mới của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đột ngột, chuyến tàu bị dừng lại giữa chừng vì lũ Dementor, tức giám ngục do bộ pháp thuật cử đi để tìm kiếm Sirius Black bỗng xuất hiện. Không hiểu vì lý do gì, lũ giám ngục lại để ý đặc biệt đến Harry và khiến cậu ngất xỉu, buộc Lupin phải thức dậy và đẩy lùi phép thuật bằng bùa hộ mệnh. Phim cắt cảnh đến sảnh của ngôi trường Hogwarts, cụ Albus Dumbledore bây giờ đã phải thông báo với các học sinh Hogwarts, team Black đã trốn thoát và các Dementors đã được thiết lập xung quanh trường để bảo vệ. Tiết học đầu tiên mà cả nhóm được học chính là môn bói toán do giáo sư Sibyl Trelawney giảng dạy. Khi cả lớp đang được phân công đọc lá trà tượng trưng cho tương lai của họ, Trelawney đã sợ hãi và nói với Harry rằng cô nhìn thấy chén trà của cậu có biểu tượng của cái chết. Ngoài việc bổ nhiệm Lupin, Hagrid cũng được công bố là giáo viên bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí mới. Biến cố lớn xảy ra ngay tại tiết học đầu tiên do Hagrid dẫn dắt. Mọi thứ không diễn ra như kế hoạch khi Draco cố tình khiêu khích con Buckbeak tấn công cậu và kết quả là nó bị đá cho gãy tay. Tất nhiên, khi Draco bị thương cũng là lúc Lucius Malfoy xuất hiện, mang đến một cái án tử cho Buckbeak. Tiết học của thầy Lupin thì diễn ra một cách vui vẻ hơn. Ngay khi buổi học bắt đầu, Lupin đã dạy cho học sinh cách khống chế nỗi sợ của mình khi bất cả dám đối đầu với ông kệ, một sinh vật có khả năng sao chép lại nỗi sợ của đối phương. Ở đây, ta biết được rằng nỗi sợ của Neville là thầy Snape, của Ron là nhện, của Harry là giám ngục và của chính thầy Lupin là mặt trăng. Một thời gian sau, các học sinh năm 3 được phép tham quan ngôi làng Hogsmeade, nhưng vì những biến cố xảy ra ở trường Dursley, Dượng Vernon đã không ký giấy cho Harry và vì vậy cậu đành phải ở lại. Lupin sau đó gặp và tâm sự với Harry trên cây cầu gỗ. Ông nói rằng mình quen biết với cha mẹ của Harry và họ đều là những người tuyệt vời. Phim sau đó theo chân khi những học sinh đang quay trở lại tháp Gryffindor và tất cả đã nhìn thấy bức chân dung của bà béo đã trống rỗng và bị xé toạc. Dumbledore và giám thị Arthur Fitch sau đó đã thấy bà béo trong một bức chân dung khác, hoàn toàn sợ hãi và lẩm bẩm rằng Sirius Black đã vào lâu đài và cụ thể hơn là muốn vào sảnh nhà Gryffindor. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, cụ Dumbledore đã phải để học sinh ngủ ngay tại đại sảnh đường. Giáo sư Snape thì liên tục nói rằng việc bổ nhiệm một giáo viên mới là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cụ đã phủ nhận điều đó. Hành động đi đôi với lời nói. Trong lúc học phòng chống nghệ thuật hắc ám, Snape đã thay thế Lupin và khẳng định Lupin không có khả năng giảng dạy. Trong tiết học, Snape dạy cả lớp về khái niệm về người sói và Animagus. Animagus
là một phù thủy có thể chọn cách biến thành động vật khác và trở lại thành người tùy lúc. Tuy nhiên, họ chỉ có thể biến thành một loài động vật duy nhất. Điều xui xẻo ập đến với Harry khi cậu một lần nữa đụng độ với giám ngục. Lần này là trong khuôn khổ của một trận Quidditch và chiếc chổi của cậu bị xé toạc. Gần Giáng sinh, Harry định lẻn đến Hogsmeade và đã được Fudge và George Weasley đưa cho tấm bản đồ đạo tặc, giúp cậu có thể vào làng thông qua một lối đi bí mật. Tại Hogsmeade, Harry tình cờ nghe được rằng Sirius Black là cha đỡ đầu của mình và là bạn thân nhất của cha mẹ cậu. Black cũng được cho là đã tiết lộ nơi ở bí mật của nhà Potters cho Voldemort và sát hại người bạn chung của họ là Peter Pettigrew. Nổi cơn thịnh nộ, Harry tuyên bố cậu mong được Sirius tìm thấy để có thể tự tay giết hắn. Những ngày nghỉ trôi qua và đã đến lúc Lupin dạy cho Harry câu thần chú tạo ra thần hộ mệnh, một lá chắn có thể đẩy lùi lũ giám ngục. Thần hộ mệnh là một bùa chúa đối lập với lũ giám ngục, thứ vốn được tạo ra dựa trên những suy nghĩ và ký ức tồi tệ của một người. Ký ức càng hạnh phúc khi sử dụng phép thuật thì hộ mệnh càng mạnh mẽ, và Harry với khả năng thiên phú đã xuất sắc làm được chỉ sau một vài lần thất bại. Trong một đêm nọ, Harry đang sử dụng tấm bản đồ đạo tặc và bất ngờ nhìn thấy tên của Pettigrew, người được cho là đã chết rất lâu. Cậu chạy một mạch tới nơi nhưng lại không thấy một bóng người mà chỉ còn chạm mặt giáo sư Snape. Rất may, thầy Lupin xuất hiện và khi nhìn thấy tấm bản đồ đã giải cứu Harry một phen trông thấy. Harry sau đó đã nói với thầy rằng tấm bản đồ có thể đã bị hỏng vì bản thân đã nhìn thấy tên của Pettigrew trên đó. Mặc dù thực tế là người đó đã chết từ lâu, Lupin lặng lẽ nhìn vào bản đồ và nói rằng điều này là không thể. Lớp học bài toán diễn ra ngay ngày hôm sau. Sau khi mọi người đã đi hết và chỉ còn lại Harry, giáo sư Trelawney rơi vào trạng thái thôi miên và dự đoán rằng người hầu của chúa tể hắc ám sẽ trở lại với chủ nhân của mình. Harry, Ron và Hermione quyết định đến thăm Hagrid để an ủi ông về vụ hành quyết sắp xảy ra của Buckbeak. Trên đường đi, Hermione đã kịp thời dành tặng cho Draco một cú đấm trời giáng vào mặt. Tại căn lều của mình, Hagrid đưa cho Ron con chuột Scabbers đã biến mất hồi đầu năm mà Ron tin rằng đã chết. Trong khi bộ ba đang theo đuổi con Scabbers định bỏ trốn, một con chó đen to lớn đã kéo cả Ron và con chuột vào một cái hố ở dưới gốc cây liễu. Harry và Hermione theo sau và sau một hồi vật lộn với cái cây, cả hai tìm thấy một đường hầm dẫn đến một căn lều bỏ hoang. Đến đây, con chó đen được tiết lộ chính là Sirius Black, một Animagus. Lupin lúc này cũng đến và bất ngờ ôm lấy Sirius như một người bạn cũ. Sau khi đối đầu và thất bại trước Hermione, Lupin thừa nhận rằng mình là người sói. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên khi Snape xuất hiện. Ông định bắt cả Black và Lupin và giao chúng cho các giám ngục. Nhưng trong một khoảnh khắc, Harry đã quyết định đánh cùng ông và bắt Black phải nói ra bí mật về bố mẹ cậu. Lupin và Black cuối cùng cũng giải thích rằng Scabbers thực sự chính là Peter Pettigrew trong hình dạng Animagus của hắn. Mọi tội trạng mà Black bị cáo buộc thực sự là Pettigrew và chính hắn mới là người phản bội bố mẹ Harry. Lupin và Sirius sau đó đã ép được Pettigrew và chuẩn bị giết hắn, nhưng bị Harry chặn lại. Cậu nói với cả hai rằng đó không phải là điều mà cha mẹ cậu sẽ mong muốn. Khi cả nhóm quay trở lại lâu đài, trăng tròn mọc lên và khiến Lupin biến hình thành người sói, tạo thời cơ cho Pettigrew trốn thoát. Lupin và Sirius sau đó chiến đấu trong hình dạng hóa thú của họ, mãi cho đến khi Lupin bị phân tâm và bỏ chạy sau khi nghe thấy âm thanh của một tiếng hú của người sói khác. Harry chạy theo Sirius và cả hai đều bị tấn công bởi lũ giám ngục đang đợi sẵn. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Harry nhìn thấy một thần hộ mệnh hình con hươu xuất hiện ở xa, phân tán các giám ngục và cứu sống cả hai. Harry cùng với Sirius cũng sớm bắt động ngay sau đó. Thức dậy trong bệnh viện ở trường, Harry quả quyết rằng bố cậu đã dùng phép thần hộ mệnh để cứu mình. Trong khi Hermione thì cố giải thích với cụ Dumbledore, cô nói với cụ rằng chú Sirius vô tội và tất nhiên cụ Dumbledore tin chúng, nhưng cũng cảnh báo rằng sẽ không có một ai khác tin câu chuyện đó nữa. Cụ cũng tiết lộ với Hermione rằng cô có thể có phương tiện để cứu nhiều mạng sống vô tội, đồng thời cảnh báo cô phải nhớ luật và 3 lần là đủ trước khi rời đi. Hermione cuối cùng cũng phải tiết lộ rằng mình sở hữu con quay thời gian, chính là cách giúp mình tham gia nhiều lớp học cùng một lúc. Vì Ron đã bị chấn thương nằm liệt giường, Hermione và Harry đã du hành ngược thời gian 3 tiếng đồng hồ và trải qua các sự kiện trong đêm trước một lần nữa. Cả hai sau đó đã giải phóng Buckbeak và quay trở lại nơi Lupin bị hóa thành người sói. Vì chính Hermione là người đã giả tiếng sói, nên cả hai bây giờ đã bị Lupin trong hình dạng người sói truy đuổi. Cả hai cố gắng thoát khỏi Lupin bằng cách trốn sau một cái cây, nhưng không thành. Đến lúc này, Buckbeak đã xuất hiện kịp thời để giải cứu và chiến đấu với Lupin. Hermione sợ hãi và ôm lấy Harry sau khi Buckbeak quay lại nhìn họ. Tuy nhiên, trời bỗng trở gió lạnh, cả hai nhìn thấy các giám ngục đang bay trên đầu và họ nhanh chóng lao đến hồ nước khi các giám ngục chuẩn bị tấn công Harry và Sirius trong quá khứ. Harry nhận ra rằng người mà cậu nhìn thấy lúc trước thực sự chính là mình và tự sử dụng phép thần hộ mệnh sau khi cứu quá khứ của mình và Sirius khỏi đám Dementors.
Harry và Hermione bay trên lưng Buckbeak để đến tòa tháp, nơi Sirius bị giam cầm và giải cứu cha đỡ đầu của mình. Harry và Sirius sau đó chia sẻ một khoảnh khắc suy ngẫm cùng nhau và Sirius vẫn phải sống chui lủi, vẫn bị truy nã vì không có bằng chứng về sự vô tội của mình. Mối quan hệ của họ từ giờ sẽ trở nên đáng buồn vì giấc mơ được sống với cha đỡ đầu của Harry tan vỡ. Tuy nhiên, Harry cảm thấy thoải mái khi biết rằng Sirius mặc dù vẫn bị coi là kẻ tù tội, nhưng ít nhất là tự do và an toàn trong thời điểm hiện tại. Sirius sau đó tạm biệt Harry, trèo lên con Buckbeak và bay đi. Harry và Hermione thì quay trở lại với tương lai tại bệnh viện ngay khi cụ Dumbledore rời đi và nói với cụ rằng chúng đã thành công. Cụ chỉ với một cái liếc mắt đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra và giả vờ không biết gì. Cùng với đó là chúc cả hai ngủ ngon. Harry và Hermione cùng bước vào tương lai của họ trước khi quay ngược thời gian, để lại một Ron hoang mang tột độ không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối năm đã đến, thầy Lupin quyết định từ chức vì biết rằng mọi người sẽ không muốn một người xó dạy con của họ và trao trả lại cho Harry tấm bản đồ đạo tặc. Trở về sảnh chính, Harry được tặng Firebolt, một cây chổi đua nhanh nhất thế giới bấy giờ từ chính người cha đỡ đầu, Sirius Black. Phim dần kết thúc với khung cảnh Harry vui vẻ cất cánh trên chiếc chổi mới của mình, với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Và sau đây là những fun fact mà chúng mình tìm được xuyên suốt phần 3 này. 1. Các cậu có còn nhớ lúc giáo sư Lupin ngủ thiếp đi suốt phần lớn chuyến tàu đến Hogwarts không? Đó là ngày 1 tháng 9 năm 1993. Đêm hôm trước, thực sự có trăng tròn và thầy ấy đã kiệt sức vì phải biến đổi thành người sói. 2. Harry khi mở tấm bản đồ đạo tặc, ta có thể thấy sơ qua cái tên Newt Scamander trên đó. Anh là nhân vật chính trong loạt phim Fantastic Beasts sau này. 3. Khi Hermione đánh Draco trên đường đến túp lều của bác Hagrid, Emma Watson đã vô tình đấm Tom Felton thật. Tom yêu cầu Emma cho anh một cái tát giả, nhưng cô đã tát vào mặt người bạn diễn của mình. 4. Cũng trong phân cảnh Hermione đối đầu với Malfoy, một bàn tay rất rất nhỏ có thể nhìn thấy thoáng qua bên trong cánh cổng đá. Và chúng ta đều biết về cuối phim, Hermione du hành xuyên thời gian ẩn náu tại vị trí chính xác để theo dõi cuộc đối đầu trước đó của cô. 5. Trong cảnh quay các học sinh phải ngủ tại đại sảnh trường, nam diễn viên Daniel Radcliffe đã yêu cầu đặt túi ngủ của mình bên cạnh một cô gái mà anh cực kỳ thích. Giáo sư Snape đã quyết định chơi kham anh chàng bằng cách đặt một cái máy xì hơi bên trong túi ngủ của cậu. Và chính trong cảnh quay này, cụ Dumbledore do Michael Gambon thủ vai đã kích hoạt cái máy liên tục, khiến cả trường quay phải phì cười. Và đó là những diễn biến tiếp theo của cuộc hành trình phá hủy trường sinh linh giá. Cuộc hành trình sẽ được tiếp tục chỉ sau vài ngày nữa thôi. Nếu các cậu có thích video này, hãy bấm vào nút like và chia sẻ cho nhiều người để có thể xem được nó hơn nhé. Còn nếu đây là lần đầu tiên các cậu đến với World to Way, hãy đừng quên bấm nút subscribe cùng với nút chuông ở góc phải màn hình để có thể là những người đầu tiên xem những clip của chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các cậu vì đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại!